Bác Dương đến chào các ba mẹ và các bạn. Trong cái giai đoạn hiện nay khi mà tình trạng nhiễm Covid ở trong cộng đồng tăng lên rất là cao, và đặc biệt là ở trẻ em, vậy thì làm thế nào để có thể ngăn ngừa, hạn chế cái tình trạng nhiễm Covid của em bé trong cộng đồng? Thì ngày hôm nay trong cái video này, bác sĩ Dương sẽ chia sẻ với các ba mẹ và các bạn 10 cái bước, 10 cái cách để mà giúp ngăn ngừa, cái hạn chế cái việc mà em bé sẽ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ở trong cộng đồng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lây truyền cũng như là cái triệu chứng bệnh của em bé. Với các em bé thì cái nguy cơ nhiễm virus bây giờ thì cũng tương tự như ở người lớn, khi mà cái quần thể nhiễm cộng đồng tăng lên khá là cao. Và khi mà em bé bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thì với cái biểu hiện triệu chứng cũng tương tự như là của người lớn, với các biểu hiện như là sốt hoặc các biểu hiện cơ quan hô hấp như là ho, đau họng, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, rồi đau ngực và thậm chí là khó thở. Với các biểu hiện của cơ quan tiêu hóa như là trẻ buồn nôn, trẻ nôn, trẻ đau bụng đi ngoài phân lỏng, rồi trẻ có thể mất mùi, mất vị, rồi chán ăn, biếng ăn. Rồi trẻ đau cơ, đau đầu, vân vân. Tức là các cái triệu chứng thì hoàn toàn tương tự như ở người lớn. Tuy nhiên là người ta thấy rằng là tỷ lệ trẻ em bị nhiễm Covid thì thường là nhẹ ở trung bình. Người ta nghiên cứu thấy khoảng 4% em bé nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có biểu hiện triệu chứng. Có khoảng 51% em bé có biểu hiện triệu chứng nhẹ như là sốt, ho, đau họng, mỏi cơ. Rồi có khoảng 39% trẻ có biểu hiện ở mức độ trung bình như là có cái tổn thương phổi, trĩ nhĩ quang. Có khoảng 5% em bé có biểu hiện nặng như là giảm oxy, siêu hấp, rồi tím tái, vân vân. Đó. Và chỉ có 1%, dưới 1% em bé có biểu hiện rất nặng như là hội chứng siêu hấp cấp tiến triển ARDS, triệu chứng sốc như là suy hô hấp, suy gan, suy thận, vân vân. Đó. Và cái biến chứng nguy hiểm nhất của trẻ khi mà nhiễm Covid đó là hội chứng đáp ứng viêm hệ thống. Tuy nhiên là cái tỷ lệ này rất là hiếm. Đó. Vậy thì 10 cái bước sau đây thì sẽ giúp cho em bé của chúng ta hạn chế cái việc mà em bé bị nhiễm virus ở trong cộng đồng. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ thực hiện 5K với các em bé trên 2 tuổi, là các em bé cần phải được đeo khẩu trang, rồi khoảng cách khử khuẩn vân vân theo đúng cái 5K mà chúng ta vẫn đang sử dụng hàng ngày với các em bé trên 2 tuổi. Còn các em bé mà dưới 2 tuổi thì không cần phải đeo khẩu trang. Đó. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hướng dẫn các em bé cách xì mũi ra giấy cũng như là cách hắt hơi. Khi mà ho thì nên để che ở cái kiểu tay này để tránh cái việc mà lây lan các cái virus ra cái cộng đồng, ra cái môi trường xung quanh. Cái giải pháp thứ ba đó là các bạn cần phải giặt cái đồ chơi cũng như là vệ sinh đồ chơi của em bé, cũng như là lau bề mặt, lau sàn nhà, rồi nhà vệ sinh. Cái phần thứ tư đó là các bạn có thể hướng dẫn các em bé, hạn chế dẫn các em bé không nên đưa tay lên mặt để ngăn ngừa cái việc mà lây nhiễm virus thông qua con đường miệng, thông qua niêm mạc mũi, niêm mạc mắt. Cái thứ năm là em bé của chúng ta cần được tiêm phòng đầy đủ tất cả các mũi tiêm phòng. Và nếu trong trường hợp mà em bé được tiêm phòng Covid thì các bạn cũng cần phải tiêm cho con đầy đủ nhé. Đó. Những cái người lớn, những cái người sống trong môi trường của con cũng cần phải được tiêm phòng đầy đủ, tiêm phòng vaccine Covid đầy đủ để tránh cái việc lây nhiễm cho các con. Cái thứ sáu đó là các ba mẹ phải cho em bé một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng và hợp lý. Cái thứ bảy đó là các phải cho em bé tham gia các cái hoạt động về thể lực để giúp cho em bé có một cái cơ thể khỏe mạnh, có được cái sức đề kháng tốt. Cái thứ tám đó là hạn chế cho em bé ra những cái chỗ, những cái khu mà đông người, những cái chỗ đông, thì bởi vì cái nguy cơ lây nhiễm ở những cái chỗ khu đông người cũng rất là cao. Cái thứ 9, các bạn cần phải gọi là tuân thủ các cái hướng dẫn, các cái guideline hướng dẫn của địa phương cũng như là của Bộ Y tế.
Đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, chăm sóc, theo dõi các con của chúng ta một cách an toàn và hợp lý. Đó. Bác sĩ Hương hy vọng là những cái phần bác sĩ Hương chia sẻ ở đây thì sẽ giúp được các bà mẹ cùng với các em bé chúng ta cùng nhau đồng hành, nắm tay nhau vượt qua cái đại dịch này, đúng không ạ? Và bác sĩ Hương hy vọng là chúng ta một năm mới sẽ có những cái khởi sắc mới, sẽ có những các cái niềm vui mới để đại dịch rồi cũng sẽ qua đi. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bà mẹ và các bạn. Các bà mẹ và các bạn nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để được đón nhận các video tiếp theo về vấn đề chăm sóc bé. Bác sĩ Hương xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.